Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series các video bài học chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về e-marketing trong 11 năm, 9 năm đi làm. Và bài học hôm nay tôi muốn chia sẻ một số nội dung rất là có ý nghĩa liên quan đến tinh thần của người khởi nghiệp. Đó chính là các cái tố chất của cái người khởi nghiệp cần có. Vâng. Vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu làm khởi nghiệp hoặc là chúng ta xác định làm khởi nghiệp thì chúng ta cần phải có những cái phẩm chất gì, và chúng ta cũng phải xác định là chúng ta sẽ nuôi dưỡng những phẩm chất đó như thế nào, bởi vì cái quá trình khó khăn nó rất là diễn ra rất là lâu, rất là dài và có thể nó đè nén lên chúng ta rất nhiều, đúng không ạ? Thì thứ nhất đó là tôi nghĩ là cần phải có cái đức tính chăm chỉ, cần cù chịu khó, chịu gian khổ, bởi vì khởi nghiệp là một cái quá trình rất gian khổ, rất khó khăn, đúng không ạ? Vất vả, không có tiền, rồi nhân sự làm việc lung tung, rồi thì quy trình không có, rồi thì hiệu suất kém, vân vân, đúng không? Thứ hai, đó là tất cả chúng ta, kể cả những người làm chủ hay người làm thuê cho quá trình khởi nghiệp thì cần phải trung thực, đúng không ạ? Thành thật, tử tế, dám làm, dám chịu, dám nghĩ, dám làm và biết nhận lỗi. Chúng ta cần phải xây dựng cái văn hóa đối với đội nhóm, đối với nhân viên, đối với tất cả chúng ta, đó là chúng ta phải dám làm, dám chịu. Đấy. Chúng ta không nói nguyên nhân, chúng ta chỉ nói kết quả. Chúng ta không nói giải thích, chúng ta chỉ nói giải pháp. Đấy. Thì hiện nay công ty chúng tôi cũng đang đi theo cái mô hình như vậy, những cái thông điệp mà cách thức làm việc như vậy. Thứ ba, đó là cái tố chất là có khả năng xoay chuyển tình thế. Bởi vì kinh doanh thì nó cũng rất là khó khăn và nó liên tục đổi mới. Nhất là trong cái thời đại công nghệ như hiện nay, thì mọi thứ có thể sẽ cũ đi, lỗi thời rất là nhanh. Thì chúng ta sẽ cần phải có những cái hình thức, có những cái cách thức để chúng ta xoay chuyển cái tình thế làm sao cho nó nhanh chóng, hiệu quả và ra quyết định trong một cái thời gian ngắn để chúng ta có thể đạt được cái kết quả tốt. Thứ tư, đó là chúng ta cần phải có cái khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ. Và khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ được thể hiện rằng là chúng ta phải biết chia sẻ, chúng ta phải biết lắng nghe, chúng ta phải biết động viên, chúng ta phải có những cái cơ chế thưởng, khen thưởng để đội ngũ đi theo chúng ta. Chúng ta phải làm gương, uy tín, chúng ta phải xây dựng cái văn hóa của đội nhóm tốt. Thì như vậy thì cái người nhân viên hoặc là người cộng sự của chúng ta mới có thể đi cùng với chúng ta được trong một quá trình dài. Thứ năm, đó là các bạn cần phải có khả năng tự học hỏi, chăm chỉ học hỏi và nên tham gia các cái chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn có chất lượng. Chúng ta cũng nên gặp gỡ nhiều những cái người trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta, nhất là những người thành công hoặc là những người thất bại, để chúng ta học hỏi cái cách làm của họ. Từ đó chúng ta có thể là phát triển thêm những ý tưởng kinh doanh và những cái cách thức làm mới, đúng không ạ? Và những người mà làm trong lĩnh vực này mà thành công rồi thì cái lời khuyên của họ cũng rất là tốt để giúp cho chúng ta có thêm những cái định hướng. Thứ sáu, đó là chúng ta cũng cần phải tập với cái thói quen là không nản chí, đúng không ạ? Không đổ lỗi, không giận cá chém thớt. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, bởi vì kinh doanh mà chúng ta sẽ cần phải hết sức kiên nhẫn và xoay chuyển tình thế rất là nhiều. Thứ bảy, đó là chúng ta cần phải am hiểu về tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp. Cái việc mà am hiểu về tài chính cá nhân để tiết kiệm, để đầu tư, cái gì thì phải tiết kiệm, cái gì thì phải đầu tư. Khi mà chúng ta am hiểu như vậy thì chúng ta ra các quyết định mua sắm một cách dễ dàng, và cũng như là chúng ta cũng ra thêm những cái thông tin, thông điệp để chúng ta làm việc nó được tốt hơn, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nói về tài chính bởi vì là cái tài chính nó rất là quan trọng đối với khởi nghiệp của chúng ta. Tiếp tục, đấy là chúng ta có thể là phải học cách kiểm soát cảm xúc. Bởi vì cái quá trình làm việc nó rất là vất vả, mệt mỏi. Bản thân tôi đôi khi cũng cáu gắt, đôi khi cũng nói thật, đấy là đôi khi tôi cũng văng tục, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng, mỗi khi mà tôi xảy ra cái chuyện đấy xong thì tôi cũng đều suy nghĩ về điều đó. Cái lúc đấy mình văng tục như thế hay là mình cáu gắt như thế để mình kiểu như là một cái cách giải tỏa cảm xúc. Thế nhưng mà như thế cũng không phải là tốt, đúng không ạ? Thế tôi cũng chia sẻ rất thật lòng là tôi cũng có, kể cả tôi dạy các bạn như thế này nhưng mà bản thân tôi vẫn gặp phải. Thế thì chúng ta cần phải học cái cách kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Không đặt cảm xúc vào công việc để chúng ta có thể đương đầu được với các cái thử thách, cái khó khăn.
và những cái việc nó rất là chéo ngoe nó đưa đến. Có vô vàn những cái tình huống khách hàng phàn nàn, nhân viên bỏ việc, rồi thì sản phẩm không tốt, rồi thì tất cả những cái sự chuẩn bị không đúng ý, mua sắm thiết bị nhanh hỏng, vân vân và vân vân. Cái gì cũng có thể khiến cho cái cảm xúc của bạn kém đi, đúng không? Tiếp theo đó là chúng ta hãy biết là tham lam khi người khác sợ hãi, và hãy biết sợ hãi khi người khác tham lam. Thì đây là một cái nguyên tắc để chúng ta có thể dấn thân vào trong cái quá trình kinh doanh và khởi nghiệp tốt. Nếu như chúng ta cảm thấy mà mọi người đang nản chí, mọi người, những đối thủ của chúng ta đang rời bỏ thị trường, thì chúng ta có thể xem xét và chúng ta sẽ làm cách làm mới. Chúng ta sẽ tập trung vào cái hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn để chúng ta đạt được cái điều đó. Thì cái ý nghĩa của cái việc là biết tham lam khi người khác sợ hãi và biết sợ hãi khi người khác tham lam, đấy là những cái quan điểm về điểm dừng và điểm tiến lên của chúng ta, đúng không ạ? Thí dụ như tôi liên tục đổi mới các sản phẩm đào tạo online, đào tạo offline, đào tạo vừa online vừa offline, vừa tư vấn vừa triển khai, vừa chạy quảng cáo vừa viết sách, vân vân. Tức là mình phải liên tục đổi mới để mà mình có thể thích ứng được trong cái điều kiện nó thay đổi hàng ngày như vậy, được chưa ạ? Tiếp tục đấy là chúng ta cần phải có một cái sự quyết tâm, chúng ta phải hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Đôi khi chúng ta sợ hãi, chúng ta không làm được gì cả. Thì khi mà chúng ta sợ hãi như thế thì chúng ta đang cân nhắc về rủi ro, thì người khác đã chụp mất cơ hội rồi. Cho nên rủi ro thì cũng chỉ là mặt tính toán về mặt lý thuyết. Chúng ta là cái người làm kinh doanh, chúng ta phải biết tóm lấy những cái cơ hội, đúng không? Tôi rất là thích có một bạn nói một cái câu là khi bạn đang cân nhắc về rủi ro thì người khác đã tóm lấy cơ hội của bạn mất rồi. Thì chúng ta phải biết hành động mà bất chấp nỗi sợ hãi. Tất nhiên chúng ta liều thì ăn nhiều, nhưng mà càng rủi ro cao thì lợi nhuận cao, và rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Thì khi mà các bạn muốn lợi nhuận cao thì rủi ro nó phải cao, đấy là điều đương nhiên rồi. Thì chúng ta sẽ phải chấp nhận. Nhưng tất nhiên chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị thật là kỹ, hiểu biết thật là sâu trong cái lĩnh vực mình kinh doanh. Mình phải là người giỏi, mình phải là người có thể kiểm soát được tất cả các yếu tố, từ đầu vào, từ hàng hóa, từ sửa chữa, từ nhân viên, từ quảng cáo, từ truyền thông, từ bán hàng, như cái cách mà tôi đang xây dựng cho các bạn. Ok. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải có một cái đầu óc tinh thần phải hết sức cởi mở. Chúng ta sẵn sàng học hỏi từ những người kém hơn chúng ta, từ những người chúng ta tưởng rằng là trẻ tuổi hay là không có kinh nghiệm bằng chúng ta. Thì tất cả những người đấy đều có thể truyền cảm hứng và cho chúng ta những cái kinh nghiệm, cho chúng ta những cái tri thức rất là quan trọng, những kỹ năng để chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Đó. Ví dụ như các bạn tham dự cái chương trình đào tạo này chẳng hạn. Và ngoài cái chương trình đào tạo này thì giảng viên Phan Anh là tôi cũng có rất nhiều các cái chương trình đào tạo và tư vấn triển khai cho khách hàng. Các bạn có thể tìm tôi trên mạng, thấy rất là nhiều các hoạt động business marketing của tôi. Vâng. Và một cái lời khuyên cuối cùng về cái tố chất của cái người kinh doanh, cái người lãnh đạo, người khởi nghiệp, đó là chúng ta phải biết là có những cái tố chất tích cực. Đấy, chúng ta không buồn rầu, không ủ rũ, không lo lắng, không sợ hãi, đúng không ạ? Không cáu gắt. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào, chúng ta nhận lỗi về mình, để từ đó chúng ta sẽ phát triển được cái tư duy kinh doanh của chúng ta, và chúng ta sẽ giải quyết các cái vấn đề của chúng ta. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề như vậy, đúng không ạ? Với một cái tố chất rất là tích cực, sẵn sàng nhận lỗi, không đổ lỗi, không tự ái, đúng không ạ? Giải quyết thẳng vấn đề thì chúng ta sẽ giải quyết được cái, nâng cao được cái chất lượng và trình độ của chúng ta trong cái quá trình kinh doanh. Và trong khởi nghiệp thì đôi khi chúng ta cũng không nên đeo cày giữa đường bằng cách là chúng ta phải quá quan tâm về đối thủ. Chúng ta hãy quan tâm đến chính bản thân cái doanh nghiệp cũng như là cái hoạt động kinh doanh của chính chúng ta. Bởi vì chúng ta còn làm chưa tốt cho nên đối thủ mới vượt lên được chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải quan tâm đến từng ly từng tí. Tức là sao? Thí dụ như là tôi muốn cải thiện chất lượng đào tạo thì tôi phải làm gì? Tôi phải suy nghĩ việc xây dựng PowerPoint bài giảng. Tôi phải xem là viết cái gì cho nó hay, nói như thế nào. Tôi phải chuẩn bị studio, chuẩn bị máy quay chất lượng cao, thiết bị, đúng không ạ? Ăn mặc, rồi thì tư cách phục vụ của nhân viên, cách chào hỏi. Đấy, rồi thì phòng ốc, không gian, môi trường, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ, những cái thứ đấy chúng ta đều phải cải thiện từng ly từng tí lên. Chúng ta thay đổi phương pháp, chúng ta thay đổi chất lượng của nhân sự, vân 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 vân. Thì đó chính là các cái nguyên lý cơ bản, những cái tố chất cơ bản của một cái người làm khởi nghiệp.
Và không giấu gì các anh chị thì tôi đã khởi nghiệp từ lúc tôi còn là sinh viên. Và đến bây giờ thì tôi cũng có tính ra bây giờ năm 2017 là tôi đã có khoảng 9-10 năm là đi làm thuê cho người ta và làm thuê cho chính mình. Tôi bắt đầu làm từ năm 2008, thế thì bây giờ cũng gần 10 năm rồi. Thì là đi làm và khởi nghiệp với rất nhiều công ty. Trong đó thì với cái chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em mà công ty chúng tôi xây dựng và phát triển rất là thành công cho đến bây giờ, với 24 cửa hàng trên toàn quốc. Và tôi cũng học hỏi được rất nhiều các kinh nghiệm. Và hiện tại bây giờ tôi đang khởi nghiệp với công ty PA Marketing, một công ty chuyên về marketing, có thể quay phim, chụp ảnh, làm các chiến dịch quảng cáo, tư vấn cho khách hàng và đào tạo, triển khai, đúng không ạ? Và nếu như các bạn cần tôi tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ hoặc là để trao đổi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.